Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuộc về dòng Lightning Collection do Hasbro sản xuất. Như các bạn thấy thì đây chính là Omega Ranger. Và đây là một mẫu Ranger xuất hiện ở trong Power Ranger SPD được công chiếu vào năm 2005. Cái hộp như thế này và chúng ta nhìn qua mặt sau, chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái chiếc motor một bánh như thế này. Mẫu sản phẩm này được Hasbro niêm yết thời điểm tôi mua là 25 hay 30 đô gì đó các bạn, và về đây là tầm khoảng 800 cho đến 850. Nó đã ra đời từ tháng 8 hay là tháng 4 2020 đó các bạn, khá lâu rồi, bây giờ tôi mới có hứng làm clip review đó. Ok thôi, không dâm dài nữa, bây giờ tôi sẽ mở ra để chúng ta xem bên trong có những gì nhé. Tới bây giờ mới khui luôn đó các bạn. Một tờ giấy nho nhỏ, không có gì cả, không quan tâm đến. Và đây, mẫu sản phẩm của chúng ta. Các bạn thấy, chúng ta sẽ có hai cái tay lái. Cái này là cái gì ta? Hai cái đồ gạt chân nè, để chân đó. Và một con vít của chúng ta, một cái bàn tay kèm theo cái hiệu ứng effect, và một cái bàn tay là không. Chỉ như thế thôi, rất là ít luôn ha. Ok, mở ra để xem nhé. Trước tiên hết là action figure của chúng ta, Omega Ranger. Cũng như thế thôi các bạn. Có cảm giác là cái phần chân vẫn là như thế, vẫn là hơi bị ngắn so với body. Chi tiết nè, chúng ta xem. Cũng có phần lem nhem đó các bạn. Và nguyên một cái đai lưng, hoàn toàn không sơn gì cả, chỉ là một màu nhựa thôi. Quá là chán nản ha. Và cái cục biến hình nè, cũng không sơn luôn, không sơn chi tiết. Mặt sau, wow, mặt sau trống trơn và theo như tôi biết là thiếu sơn đó các bạn. Thiệt là buồn đời ha. Sơn nó rất là lem nhem luôn đó các bạn. Phần cổ màu xanh nè, nó sơn nè. Chán quá đi, chán quá đi. Còn cái phần chân của nó nữa, đinh tán đóng vào đó. Nếu như ở đây màu xanh phải không, thì ok, nó tệp màu. Nhưng bên đây nó lại là màu xanh luôn. Và chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy nó rất là chổi. Trong khi đó bên đây là màu trắng. Tại sao nó không chịu khó sơn lại màu xanh thành màu trắng cho chúng ta ha? Để nhìn cho nó đỡ. Rồi, ok. Để thử cái biên độ cử động của nó luôn đi ha các bạn. Vì action figure mà. Nè, phần đầu của nó nè, cúi xuống, ngước lên được một chút. Cũng được nhiều rồi chứ, không được một chút đó ha. Xây trái phải thoải mái. Đối với mẫu sản phẩm này đó, thì cái phần cổ của nó là ok nè. Còn những cái mẫu mặt giáp vào á, giáp nó độn lên thì nó không chịu làm cổ dài ra, cho nên nhìn nó bị cục lắm luôn. Tiếp đến là phần tay của nó, đưa lên được như đây luôn. Tốt ha, và nó có khớp bánh răng đó. Tuy nhiên thì khớp bánh răng của nó không được nhạy cho lắm. Và nó sẽ có một cái khớp ở cẳng tay của nó để xoay tròn như thế này. Và khỉu tay của nó cũng là khớp bánh răng nhé, và hai khớp co lên được như đây, cũng ok. Cổ tay của nó xoay tròn và sẽ bẻ lên bẻ xuống được như vậy. Tiếp đến là người của nó nè, chúng ta xoay thử nhé. Không có khớp để xoay, và chỉ có thể xoay được ở cái chỗ phần ức của nó mà thôi, như thế này. Cũng có khớp ha, tập như vậy. Và nó sẽ có cái khớp ở ngay cái phần bụng nè, để cho nó ngửa người lên và bẻ xuống như thế này. Cúi xuống nè, được như đây. Và tiếp đến là khớp háng của nó, đá lên được như đây nè các bạn. Khớp gối của nó cũng sẽ có hai khớp, và co cũng được, ok, ổn. Tiếp đến, tẹt ra được như đây. Và ở dưới đây nè các bạn, phần cẳng chân của nó nè, nó sẽ có một cái khớp để xoay. Đó, và ở đây cũng có nữa nè, xoay được luôn. Và khớp bàn chân của nó, cổ chân nha, bẻ rất tốt, ok. Và xoay trái phải thoải mái. Đó là
cả những khớp. À còn nữa, cái phần khớp ở đây nè các bạn, cánh tay nối liền với thân á, nó sẽ có thêm một cái khớp để tăng cường cái biên độ cử động của cánh tay lên. Và đó là tất cả những khớp có trong một sản phẩm này rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến chiếc xe của nó nhé, chiếc xe mô tô một bánh. Về cái phần bàn tay thay thế thì như nhau thôi, cho nên tôi không cần đề cập đến nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu xe của chúng ta. Và tất nhiên là chúng ta gắn vào thôi các bạn. Ok, gắn vào. Còn đây, để xem, chắc là gắn vào đây rồi. Đó, như thế là cái nơi để sinh nhật của chúng ta đặt chân vào đó các bạn. Và như thế là chiếc xe mô tô của chúng ta đã xong rồi. Vẫn là bị thiếu màu nhiều lắm nhé các bạn. Bánh xe của nó xoay nè. Và bánh ở đây nó cũng có một cái bánh xe nữa nè các bạn, có thể chạy chống đầu lên như vậy. Còn đây là cái phần chân chống nè, khi chiếc xe đang ở trong cái trạng thái là không chạy đó thì nó sẽ chống lên, còn khi mà nó chạy thì chúng ta sẽ gạt lên như thế này là chạy thôi, chạy bằng một bánh. Và bây giờ chúng ta sẽ để cái mẫu Ranger của chúng ta vào nhé các bạn. Đây, để vào và cho cầm lái. Đây các bạn, cho ngồi và tùy chỉnh lại một chút là sẽ như thế này. Chúng ta nhìn thì về form dáng này nọ khi ngồi trên xe cũng rất là ok ha, và mẫu xe nhìn cũng rất là đẹp. Tuy nhiên mẫu sản phẩm của chúng ta sơn bị thiếu khá nhiều, như cái phần lưng nè, đáng lẽ là sẽ có những cái sọc vàng nữa, tuy nhiên ở đây hoàn toàn trống trơn luôn các bạn. Và đai lưng cũng không sơn màu, và trên chiếc xe này nó sẽ có những cái sọc màu bạc này nọ các kiểu nữa, tuy nhiên là hoàn toàn bỏ luôn. Cho nên nếu như mà chúng ta mua về cơ bản chỉ là để cho đủ bộ thì không quan trọng, còn muốn đẹp này nọ các kiểu chúng ta phải có thêm một chút khả năng về sơn phớt này nọ nữa để giúp cho mẫu sản phẩm nó chuẩn xác hơn, chứ như thế này thiếu thì khá là khó chịu. Đừng nói rằng nó rẻ rồi cho nên nó bị thiếu sơn này nọ, phải thông cảm, không đâu các bạn. Cái giá như thế này cũng không gọi là rẻ đâu, mà sơn thì bị thiếu nhiều quá các bạn, cho nên nhìn cũng bực bội ha. Không thì chúng ta mở ra và cho nó đứng như vậy thôi. Wow, nguy hiểm quá. Rồi, đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Vẫn như thế, tỷ lệ body ở mẫu sản phẩm này vẫn là chưa ổn. Phần chân hơi ngắn so với phần thân, và bị sơn thiếu màu khá nhiều, như độ biến hình, đai lưng không sơn và chi tiết đằng sau lưng. Và cho chiếc xe này về phong dáng là ok, ổn áp rồi, nhưng mà vẫn là thiếu sơn nhiều. Đó, thiếu sơn là một cái tội lỗi luôn đó các bạn. Chúng ta cứ thông cảm, cứ vinh vào cái việc là mẫu sản phẩm giá rẻ mà, cho nên nó là như vậy thôi. Không đồng ý, không hài lòng với cái sự bao biện như vậy. Thiếu sơn là thiếu sơn, nó có thể thêm một vài đô nữa tôi cũng chấp nhận luôn đó các bạn. Không làm thì thôi, còn làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn các bạn ạ. Đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.